Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Các bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. MU đưa ra đề nghị chính thức đầu tiên cho deadline. Tương lai của Anthony tại Manchester United được sáng tỏ. Ở Man City, ai cũng có thể bị thay thế. MU đưa ra đề nghị chính thức đầu tiên cho deadline. Theo nhà báo Christian Falk của Sport Bild, MU đã đưa ra đề nghị chính thức đầu tiên cho trung vệ Matthijs de Ligt. Tuy nhiên, câu lạc bộ chủ quản của Anh là Bayern Munich đã thẳng thừng từ chối. Tính đến thời điểm này của kỳ chuyển nhượng hè 2024, Manchester United đã mang về hai tân binh là tiền đạo Joshua Zirkzee và hậu vệ trẻ Lenny Yoro. Những mục tiêu trong tầm ngắm của họ còn có Adrien Rabiot, Manuel Ugarte, Xavi Simons và Matthijs de Ligt. Mới đây, nhà báo Christian Falk của Sport Bild đưa tin, Manchester United đưa ra lời đề nghị chính thức đầu tiên trị giá 35 triệu euro cho Matthijs de Ligt. Tuy nhiên, Bayern Munich đã từ chối lời đề nghị này. Hùng xám yêu cầu 50 triệu euro cộng với các khoản phụ phí. Bayern đang phải bán người để mua cầu thủ mới nên họ muốn thu được càng nhiều tiền càng tốt. Các cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ vẫn đang tiếp tục. Đầu tháng này, có thông tin cho rằng Manchester United và de Ligt đã đồng ý các điều khoản cá nhân. Bản thân huấn luyện viên Erik ten Hag tiết lộ, vẫn chưa biết liệu Matthijs de Ligt còn đến hay không, nhưng tôi hiểu rõ cậu ấy. Tôi muốn ký hợp đồng với Matthijs cách đây một năm, nhưng cậu ấy đã chọn sang Bayern. Bên cạnh de Ligt, Manchester United cũng đang để mắt đến Gerard Bentwai của Everton. Nhà báo Fabrizio Romano đã viết trên Twitter cá nhân, Everton đang chuẩn bị đề xuất hợp đồng mới cho Gerard Bentwai sau khi từ chối hai lời đề nghị từ Manchester United. Câu lạc bộ vùng Merseyside quyết tâm giữ Bentwai trừ khi có lời đề nghị lớn, nhưng Manchester United không có ý định trả 75-80 triệu bảng. Đề xuất hợp đồng mới sẽ được gửi tới hậu vệ này trong vài ngày tới. MU đã có hai trận giao hữu tiền mùa giải với kết quả thua một trận, thua 0-1 trước Rosenborg và thắng một trận, 2-0 trước Rangers. Trận đấu tiếp theo của Quỷ Đỏ là gặp Arsenal vào ngày 28 tháng 7 tại sân vận động Sophie ở Inglewood, California, Mỹ. Tương lai của Anthony tại Manchester United được sáng tỏ. Người đại diện của Anthony đã xác nhận rằng thân chủ mình sẽ tiếp tục gắn bó với Manchester United, chấm dứt những đồn đoán về việc chuyển nhượng dưới dạng cho mượn. Gần đây, có một số nguồn tin cho biết Manchester United đang xem xét khả năng để Anthony chuyển đến một câu lạc bộ khác theo dạng cho mượn trong mùa giải tới. Điều này xuất phát từ phong độ không thuyết phục của chân chạy cánh 24 tuổi trong mùa giải trước. Tuy nhiên, Julio Pedroso, người đại diện của Anthony, đã lên tiếng làm rõ tương lai của thân chủ mình. Tôi đã thấy những bài báo nói về khả năng Anthony bị đem cho mượn. Tôi muốn nói rõ kế hoạch của Anthony, đó là ở lại Manchester United. Cậu ấy muốn ở lại và chỉ tập trung cho Manchester United. Chúng tôi đã làm rõ vấn đề này với câu lạc bộ, Pedroso phát biểu trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Trái với những thông tin trước đó, Anthony sẽ tiếp tục thi đấu cho Quỷ Đỏ trong mùa giải tới. Tuy nhiên, anh sẽ phải đối mặt với những sự cạnh tranh khốc liệt cho vị trí của mình. Quỷ Đỏ vừa chiêu mộ Joshua Zirkzee, tiền đạo có khả năng chơi lùi và giật cánh. Họ cũng vừa đón chào sự trở lại của Jadon Sancho từ Borussia Dortmund, cũng như Amad Diallo đang thể hiện phong độ ấn tượng. Mùa giải trước, Anthony chỉ đóng góp vỏn vẹn 3 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 38 trận trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, anh đã không thể ghi bàn cho đến trận gặp Newport County ở FA Cup vào tháng 1. Phong độ nghèo nàn của Anthony không xứng đáng với số tiền 86 triệu bảng mà Manchester United đã chi để chiêu mộ anh từ Ajax 2 năm trước. Anthony đã vắng mặt trong hai trận giao hữu gần đây với Rosenborg và Rangers do chấn thương. Tiền đạo cánh 24 tuổi dự kiến sẽ hội quân cùng cả đội trong vài ngày tới để tham gia chuyến du đấu tại Mỹ. Tại đây, Manchester United sẽ lần lượt đối đầu với Arsenal vào 28 tháng 7, Real Betis vào ngày 1 tháng 8 và Liverpool vào 4 tháng 8. Quyết định ở lại của Anthony sẽ là một thử thách khi anh phải nỗ lực rất nhiều để chứng tỏ giá trị của mình tại Old Trafford. Ở Man City, ai cũng có thể bị thay thế. Việc đội chủ sân Etihad sẵn sàng để Kevin De Bruyne và Ederson rời đi trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay cho thấy tư duy của Pep Guardiola. Hai trụ cột của Man City trong hơn nửa thập niên qua nhiều khả năng sẽ gia nhập bóng đá Ả Rập Xê Út, nơi gã khổng lồ Al Ittihad mời chào họ những hợp đồng hấp dẫn. Những tín hiệu từ truyền thông Anh và Trung Đông cho thấy nhà đương kim vô địch Premier League không cản đường hai ngôi sao của họ, miễn là Al Ittihad đưa ra đề nghị hợp lý. De Bruyne còn hợp đồng 1 năm đến tháng 6 năm 2025 với Man City, trong khi giao kèo của Ederson sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2026. Mọi thứ dường như nằm trong tính toán của Pep và ban lãnh đạo Man City. Thay đổi lớn.
cả Kevin De Bruyne và Ederson đều được xem như hạt nhân trong lối chơi của Man City dưới thời Guardiola. Thậm chí, người ta có quyền nói rằng nếu không có De Bruyne hay Ederson trong đội hình 5 năm qua, Man City chưa chắc đạt được thành công như hiện tại. Thực tế, phong độ của hai ngôi sao này vẫn chưa sa sút đến mức Man City phải đẩy họ đi bằng mọi giá. Ederson bắt chính phần lớn số trận của đội chủ nhà Etihad mùa trước, trong khi De Bruyne giữ vai trò nhạc trưởng ở câu lạc bộ. Màn trình diễn của De Bruyne tại Euro 2024 vừa qua trong màu áo tuyển Bỉ cũng khá ấn tượng. Vì thế, việc Pep muốn loại bỏ ngôi sao 33 tuổi vì phong độ sa sút không phải lý do thỏa đáng. Sự rời đi của De Bruyne lẫn Ederson bên cạnh việc Gundogan cũng đến Barcelona mùa trước sẽ ảnh hưởng cực lớn đến cách vận hành của Man City. Pep phải tìm những con người mới, thậm chí thay đổi cách Man City thi đấu. Ederson nằm trong số những thủ môn chơi chân hay nhất thế giới nhiều năm qua. Khả năng phản xạ của người gác đền tuyển Brazil cũng không tồi. Nếu người thay Ederson không đáp ứng tiêu chuẩn triển khai bóng từ tuyến dưới của Pep, Man City sẽ gặp rắc rối. Chia tay De Bruyne, Pep sẽ mất đi một tiền vệ có khả năng làm bóng, kiến tạo lẫn tự mình dứt điểm. Times từng nhận xét rằng De Bruyne chính là tiền vệ tấn công toàn diện nhất Pep từng sở hữu trong đội hình, nếu không tính Lionel Messi. Bài toán Pep phải giải với sự rời đi của Ederson và De Bruyne sẽ tương đương thời điểm Gundogan chia tay Man City năm ngoái. Chiến lược gia xứ Catalonia gần như thành công trong việc tìm ra giải pháp thay thế ngôi sao tuyển Đức. Những phương án: Gundogan từng là một trong những mảnh ghép quan trọng của Pep ở mùa giải 2022-23. Khả năng chọn vị trí và dứt điểm của tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ từng là đặc sản giúp Man City giải quyết các đối thủ 2 năm trước. Có thời điểm, người ta cảm tưởng như Gundogan là ngôi sao quan trọng nhất Man City ở mùa giải 2022-23. Song, ngôi sao người Đức từng tiết lộ rằng chính Man City cũng không quá mặn mà trong việc giữ chân anh, dẫn đến việc cầu thủ chuyển sang Barca. Kịch bản này đang lặp lại với Ederson và De Bruyne. Nếu Ederson rời đi, Pep sẽ để Stefan Ortega, thủ môn số 2 gây ấn tượng mùa vừa rồi, bắt chính cho Man City ở mùa giải 2024-25. Khả năng luôn chuyển bóng bằng chân của Ortega được Pep kiểm chứng. Về tài phản xạ, thủ môn dự bị này có pha xử lý xuất thần cản cú dứt điểm từ Son Heung-min ở ngoại hạng Anh cuối mùa trước, tạo ra bước ngoặt trong cuộc đua vô địch. Ở hàng tiền vệ, Phil Foden thay thế tốt vai trò của Gundogan mùa trước. Trong khi đó, ở mùa giải 2023-24, Man City nhiều lần chơi hay khi De Bruyne không thi đấu vì chấn thương. Vắng tiền vệ người Bỉ, Man City sẽ phụ thuộc vào sức sáng tạo từ Foden, Bernardo Silva hay thậm chí Rodri. Hai tiền đạo ở cánh gồm Doku, Grealish hay tân binh Savio cũng sẽ được trao cơ hội nhiều hơn. Thực tế, Man City mùa trước bắt đầu chơi khá trực diện và tốc độ và không còn phụ thuộc nhiều vào khả năng chuyển bóng hay dứt điểm từ De Bruyne. Hiển nhiên, Foden, Rodri hay thậm chí Bernardo Silva khó thay thế hoàn hảo cho De Bruyne. Chính vì vậy, Man City nhiều khả năng mua thêm tân binh trong phiên chợ hè 2024. Bản tin ngày hôm nay của Góc Nhìn Bóng Đá đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.